anh ấy trả có bài phải có là đầy người đủ đàn hay không đó. Ừ. Và trả bài có thuộc hay không đó. Bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay để tiếp tục theo dõi câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Chào anh chị. Dạ, em chào anh chị. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thanh Tân, năm nay em 26 tuổi và là nhân viên lễ tân khách sạn. À, còn em? Dạ, em tên là Thanh Phương, năm nay cũng 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. À, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau cách đây khoảng 3 năm, làm chung trong khách sạn đó anh. Thì em làm ở tầng 2, chồng em ở tầng 19, thì lúc đó là chồng em xuống phía dưới để lấy hàng. Thì gặp nhau lần đầu tiên và ấn tượng của em về chồng em là ồ, người gì đâu mà cao quá. Tại lúc trước mấy bạn của em là thấp thấp, tầm tầm cỡ em thôi. Đó, với lại cái nét mặt của chồng em lúc đó hơi lạ lạ, đẹp lạ nên đẹp lạ. Rồi khi mà em gặp cô này thì cái ấn tượng của em là như thế nào? Cô này là hiền lạ. Hiền lạ hả? Dạ. Nói chung là cái ấn tượng ban đầu về nhau của hai bạn nói chung là cũng là tích cực. Đó, tốt. Đó là tốt đó. Vậy thì bây giờ cái đường tình yêu của các bạn đến nhau như thế nào? Chồng em cũng nhiều lần làm em muốn chia tay luôn á. Sao vậy? Tại mới quen em được có 2 tháng cứ kể là anh vẫn còn liên lạc với bạn gái cũ. Em ngồi sau lưng hát cho chồng nghe thì chồng nói là bạn đó hồi xưa cũng hát cho anh nghe giống như vậy. Rồi bạn đó trắng, cao, dễ thương gì đó, khen vào đó trước mặt em vậy đó. Thì em nghĩ, ủa? Vậy có phải là kiếm mình là để thay thế hay không? Hay là như thế nào mà lại nói như vậy? Đặc biệt là bạn này, nhiều bạn nữ lắm. Nhóm chơi là có mỗi mình chồng em là nam thôi. Đi chơi mà toàn uống nước với nữ không à. Vậy á. Không ghen sao được. Nhưng mà trong cái tình yêu của các em á là có trơn tru không? Tới 3 năm mà. 3 năm. Có 1 năm là tụi em yêu xa cho nên là cái khoảng cách thời gian, cái khoảng thời gian đó rất là khó khăn. Cái thời gian làm xa là làm ở đâu cơ? Dạ em lên trên du thuyền á chị. Đi trên biển suốt luôn. Dạ đúng rồi. Trời cả năm trời luôn. Dạ. Trên cái thời gian trên tàu thì là có đồng nghiệp nữ đúng không? Dạ cũng có nhưng mà ít hơn nam nhiều. À, nghĩa là đồng nghiệp nam. Dạ. Em có ghen với đồng nghiệp nam? Trời có chứ. Tại bàn này á, lúc mới quen làm cho em nghi ngờ về giới tính rất là nhiều. Đi ra đường thấy bạn nam là sáu múi là ôi tướng nó đẹp quá em. Cũng khen nữ rồi cũng khen nam. Coi hình nhiều khi đao hình những cái anh sáu múi vậy để mà hình máy tính vậy đó. Nên em nói ủa có phải là lấy mình làm bình phong không? Em đôi khi cũng sợ sợ. Suy nghĩ suy nghĩ. Rồi em có thử ổng không? Cũng có thử. Ổng thử cách nào? Lúc yêu nhau á. Dạ em cũng thử coi có phản ứng gì không. Mà có không? Dạ có. Em hỏi bạn này, em test đến lúc nào thì em tin rằng anh này là chánh cống? Tới giờ thỉnh thoảng em vẫn còn nghi. Tới giờ thỉnh thoảng vẫn còn nghi. Nhưng mà cái chi tiết mà đao hình sáu múi về coi thì... Dạ cái đó là cho động lực của em để tập thể dục. À, đâu có chuyện khác đúng không? Dạ, điệu lắm ha. Ủa là trước khi là cưới nhau thì em có phát hiện bạn này điệu không? Cũng chưa thấy nhiều đâu anh, mà về rồi á, lúc đó mới thấy. Điệu sao vậy? Điệu như thế nào là điệu? Chứ em cũng điệu vậy. Xịn nước hoa rồi. Sao em điệu? Dạ. Chồng em rất là thích đi shopping. Tháng nào cũng bắt em phải đi mua cái áo này, mà mua cái quần này. Mà đặc biệt là áo là phải ôm vô để thấy được body, để thấy được ngực rồi eo gì đó. Rồi đi tập gym nữa để giữ dáng hình cho nó đẹp. Rồi sao nữa? Xịt nước hoa lúc nào đi ra ngoài đường cũng vậy là chị. Còn em thì đơn giản hơn. Đi chơi thì mặc đồ bình thường thôi, thoải mái thôi. Ví dụ mà đang nói chuyện với chồng á, cái nhìn qua cái thấy chồng đang nhìn gương chứ không nhìn mình. Rồi còn có một chi tiết là em sực nhớ ra là bữa đó cả nhà gia đình chồng em á với em đi đầm xe nước. Thì có mấy bạn là dòm chồng em vậy nè, thì như người ta thì mình đi chỗ khác đi. Chồng em không. Đứng phải làm kiểu ưỡn ngực lên. Sao thân, tại sao em lại đáp lại cái ánh nhìn của bao chàng không trai phải kia? Lúc đó là em cũng không có để ý nữa, cho nên là cứ đang lo chơi với vợ thôi chứ không phải vợ nói thì mới bắt đầu quay qua để ý. Không nhưng mà để chị nói cho sở dĩ mà anh Bin á là ai mà nhìn ảnh á, mấy bạn này nè mà nhìn ảnh á anh chạy liền. Lý do tại anh không tập gym. Những bạn mà tập gym á là bạn rất thích. Show. Đó là một cái bệnh chung của những người tập gym. Cho nên thực sự nãy giờ những cái điều em lo là thôi em bỏ đi, delete đi, đừng có lo. Không có gì cả. Không có gì cả. Vấn đề ở đây là cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ anh ấy trả có bài phải có là đầy người đủ hay không đó. Và trả bài có thuộc hay không đó.
dễ thương. Rồi bây giờ ngoài cái đó ra thì ông chồng em có cái điểm gì nó đặc biệt không? Đặc biệt nhất là của chồng em là chỉ có điệu thôi, với lại vì giữ thể hình quá nên hay nhìn anh á, đó làm của em bực mình nữa. Con trai thì anh có chút xíu cơm mà em đút. Không phải do mình, những người tập gym người ta ăn có chế độ đó đúng không Tân? Dạ đúng không? Đúng vậy, ăn nhiều quá là phiền. À, em sợ chồng em yếu thôi. À như vậy là không phải là quên bài, ăn ít cho nên bị quên bài. À, đúng. Lướt qua luôn. Rồi bây giờ tới Tân đi. Dạ. Nãy giờ cô ấy phản pháo em quá. Cô vợ mà thấy em gọi là hiền mà hiền lạ. Vậy thì ở nhà về, ở chung nhà với nhau rồi có hiền nữa hay không? Dạ. Hay là bắt đầu nó lộ rồi? Bắt đầu lộ. Sao lại bắt đầu bữa? Bữa đó. Dạ. Vợ em có cái tật ghét chanh. Hả? Ghét cái trái chanh á chị. Trái chanh mình hay dùng uống á. Thấy trái chanh mình thấy cái gì đó rất là ghê gớm. Thấy một cái là né liền, là coi như là đang làm là dừng lại, không có làm gì nữa là dục luôn. Trời sợ trái chanh hả? Trời sao sợ trái chanh vậy? Bệnh sợ chanh đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ cơ? Dạ tại hồi bé thì em hay bị ho. Cái má em thì bắt là phải ngập một lá chanh muối vô để cho nó đỡ ho. Mà em thì từ hồi bé nó thích cái gì nó đẹp đẹp cơ. Còn trái chanh nó bữa đó nó vàng nó đen quá em không thích. Em sợ mà mẹ cứ nhét vô đó. Cái kể từ đó thì là em ghét luôn, em sợ luôn. Thấy là không bao giờ ngồi gần, không bao giờ chạm, không bao giờ đụng vô hết. À thì ra là vậy. Nhưng mà anh hỏi nè, chồng em có phải là một người mà rất là gần gũi, rất là dễ hòa đồng với mọi người không? Chồng em á, sau khi mà lấy em rồi á thì còn chơi nhiều với nhóm bạn gái không? Ngày trước là em nói là nguyên nhóm bạn của mình ổng là anh trai đúng không? Dạ. Rồi sau khi lấy rồi là cái nhóm nó còn không? Nhiều nhóm không chị, chứ không phải là một nhóm nữa. Lại thêm nhiều nhóm nữa. Nhóm cấp 3, nhóm đại học, nhóm chỗ làm cũ, chỗ làm mới, nhiều lắm. Rồi thời gian đâu mà để mà tiếp các nhóm? Lúc mà mới lấy về thì hai vợ chồng cũng có cãi nhau một lần, cũng lớn. Tại vì em nghĩ là đã kết hôn rồi thì mình phải sắp xếp lại thời gian. Đó thì hai vợ chồng mới thỏa thuận là đó, mỗi tuần thì mỗi người sẽ có 2 ngày để đi chơi với bạn của mình. Bây giờ vẫn vậy. Rồi bây giờ còn em muốn bà xã mình thay đổi gì? Bớt ghen mà cho em đi chơi nhiều. Ghen hả? Còn ghen đó hả? Tại vì nhiều cái làm em không tin tưởng được. Thứ nhất là cái chuyện hồi xưa nè, em mua tặng chồng cái áo khoác. Chồng đi quay phim chung với chỗ làm chung đó, thì chồng có kể em là cái bé đó chắc thích anh sao đó, hay rủ anh đi uống nước với xem phim mà anh chưa có đi. Rồi bữa đó em mở hình chồng em chụp ra thì thấy bé đó đang mặc ngay cái áo khoác em tặng chồng. Trời. Trời ghen là đúng rồi. Đau đớn gì đâu. Rồi sao nữa trời, ghen thì là quá ghen. Chạy tới xé cái áo đó không? Em đến độ mà em cấm chồng không được mặc cái áo đó lần thứ hai luôn. Không được mặc luôn. Tân có muốn thay đổi gì nữa không? Dạ thay đổi bà xã thì thương em nhiều chút, càng nhiều hơn thôi chứ không có thay đổi gì nhiều. Thấy chưa? Nhiều quá, tại vì ghen quá cho nên là theo Tân nghĩ là hết thương mình á, bớt là bớt thương. Ta ghen ta mới thương chứ, thương mới ghen đúng không? Dạ chồng em không biết ghen. Ủa vậy hả? Chồng không biết ghen. Vậy em có mong chồng thay đổi gì? Dạ bớt điệu. Đây cặp vợ chồng tương đối là hoàn hảo đúng không? Tụi em ở với nhau được bao lâu rồi? Được gần 7 tháng. 7 tháng rồi. Còn mới quá. Còn son. Nhưng mà nói chung là cuộc sống tụi em tương đối như vậy là hoàn hảo. Thực ra thì cái chuyện mà chồng giữ gìn cái thanh, cái sắc, cái dáng á, tốt chứ không có gì hết. Là tại công việc mà đúng không? Chỉ có điều là tiết kiệm hơn nữa, bớt shopping lại thôi chứ còn điệu thì không phải là điệu đâu, ta tự ta giữ dáng chăm sóc nó đó vậy thôi. Còn vợ thì trời, vậy là không có ghen đâu nghe, chứ gặp người khác là banh chành rồi, chết luôn á, là đi gặp cái cô kia đó đó. Chưa phải cảm ơn vậy mà cứ than em hoài, nói sao ghen quá trời chết. Em nói rồi. Phải là cảm ơn là gặp em là em còn hiền. Vậy là sao chương trình này chắc có lẽ em lo hơn đúng không? Cũng hay thêm check Facebook, check điện thoại, check tin nhắn của em. Nhưng mà tại vì chồng em á ngộ lắm, mỗi lần nghe điện thoại đồng nghiệp gọi dù chuyện công chuyện tư gì cũng vậy, đóng cửa để em lại một mình đi ra chỗ khác nghe. Rồi nhiều khi nhắn tin xong mà xóa hết lịch sử tin nhắn, xóa hết lịch sử Facebook. Em mà bước vô một cái vợ về xóa hết trơn luôn, không phải vậy. Tại vợ em cũng hay ghen nên là không muốn vậy mà hiểu nhầm thì là. Nhưng mà chính vì vậy làm em nghi ngờ. Đúng rồi. Thực ra nếu mà đã không có gì thì cứ open ra đi. Cứ để luôn đi. Đâu. Đúng không em? Dạ đúng rồi. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Nghe. Yeah. Chồng son quá. Em cảm ơn anh chị. Dạ. Ủa sao em mới chia tay người yêu cũ hả? Cái anh này sao mà ba tạm dữ vậy? Đó em cũng mới chia tay người yêu, gặp một đối tượng mới chia tay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Điệp, hiện tại em làm bên siêu thị. Mời em. Em là Thanh Trang, em 27 tuổi, em làm kế toán. Thanh Trang, Ngọc Điệp, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? 3 năm về trước.
À, em và anh là làm chung với nhau trong siêu thị á. Mà em thì vào làm trước nên em được phân công là chỉ lại công việc cho anh. Thì lúc em nhìn thấy anh là mặc đồng phục quần xanh áo trắng nhìn trẻ lắm nên em cứ tưởng là ít tuổi hơn em. Em xưng em là chị còn xưng chồng này kêu chồng em. Dạ, anh cũng không nói gì hết mà mặc cứ lâm lâm li li vậy đó, nhưng mà xưng tên thôi chứ không có xưng em. Khoảng một tháng sau thì có chị làm chung với em mà nói là ủa Điệp nó lớn hơn em 2 tuổi đó mà sao thấy cái xưng bằng chị hoài à. Xong từ đó là em gặp là em đổi cách xưng hô, em không có xưng mình là chị nữa. Hồi đó là em cũng mới chia tay người yêu cũ. Vào cái quay dịch vụ thì em cũng kể về bạn em là em cũng đáng buồn á, vì anh ấy đi ngã rồi. Khi đó thì anh trong em mà đứng một bên mà nghe lén tán cá, thì anh mới gặp em, anh hỏi là ủa sao em mới chia tay người yêu cũ hả. Xong nãy ủa sao anh biết được. Xong nãy lúc này anh đang đứng xong anh nghe em nói chuyện. Xong em nghĩ trong lòng em nói trời ơi cái anh này sao mà ba tạm dư á. Tự nhiên nghe lén chuyện với khác vô tình thôi, giống nghe như loại xác bên vậy nè. Cái mình nghe rồi cũng hơi có đẩy bạn này chút chút. Thì tại vì lúc đó em cũng mới chia tay người yêu, thì gặp một đối tượng mới chia tay thôi. Cho nên là mình phải chung tay nè, đúng rồi. Rồi sau đó khoảng tịch tay á, thì anh ấy mới đăng một cái dòng status ở trên Facebook á, là cần một người ngồi chung xe để đi coi bắn pháo hoa. Em nói là vậy qua chờ em đi. Anh cũng trả lời. Xong tự nhiên tối lại anh qua kêu là đi xem bắn pháo hoa với anh. Sau khi coi bắn pháo hoa đó thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? 3 tháng sau thì anh rủ em là đi uống cà phê chòi. Trời ơi! Cà phê chòi, mới nghe hiểu không? Cà phê chòi, đó. Lý do sao mà rủ người ta đi bay. Cà phê chòi? Bữa đó hai đứa chạy vòng quán, thì vô quán hết chỗ rồi thì cờ tấp vô cái quán bình thường thôi. Nên hai đứa cũng ngồi uống cà phê xong rồi về. Xạo. Xạo? Xạo có tin không à? Có tin không? Tức là đi vô đó là em cũng có ý định là không vô rồi. Tại em thấy là mấy cái quán cà phê mà đèn sáng sủa sao không vô. Mà đi vô mấy cái chỗ tối tăm quá. Xong em cũng sợ. Em nói đi trời, không biết sao tự nhiên đi vô đây à. Xong anh tự nhiên anh hôn em. Hôn bất ngờ luôn, không chủ động được luôn á. Xong em tức quá, xong em nói thôi đi về. Xong em nhắn tin em nói là thôi mình đừng có hẹn hò nữa. Anh hôn em mà anh không xin em vậy hả? Bữa sau em không có đi chơi. Ta là phải là trao yến rồi, cướp yến. Cướp yến luôn. Rồi. Rồi sau đó ngay nào anh cũng nhắn tin rồi. Đến chờ em đi làm rồi chờ đi ăn á, xong em cũng mua dần cái đó luôn. Xong đến 6 tháng sau là anh đi mua áo quần tặng cho em. Xong anh kêu là tại mua áo quần này không có thử được nên phải vô khách sạn để thử. Trời ơi. Ủa mua cái gì mà phải vô khách sạn nữa? Dạ mua đồ ngủ về mua. Trời ơi. Ủa? Dạ, mua cái gì nữa? Rồi còn mua gì nữa? Đồ lót á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái chỗ mà em mua đồ ngủ, mua đồ lót á, cái chỗ đó bộ không có chỗ thử hay sao? Dạ họ đê cái bảng là không cho thử. Rồi sao có chịu không? Rồi cuối cùng có vô thử không? Hai đứa cũng vô xong rồi thì ba em cũng thử. Em cũng thử. Dạ. Rồi sao nữa? Không thì vô chậm thì giống như là hai vợ chồng thử, vợ em thử để em xem coi đẹp không. Rồi em làm gì lúc em ngồi em coi hay sao? Xong anh coi xong là anh nói là em mặc đẹp lắm, để đó anh lấy điện thoại anh chụp hình lại để lưu lại cái kỷ niệm đẹp này. Trời ơi. Em có cho chụp không? Dạ có, tại em thấy đẹp. Trời ơi. Sau anh mới đòi em cái đó, xong em nói không, cái này phải cưới nhau mới được chứ chưa cho làm trước đâu. Cưới mới cho làm được không? Rồi anh có giận không? Không chị, thì giống như là lúc đó mình giống như là hai đứa cũng quen nhau lâu rồi, thì em cũng nghĩ đến chuyện đám cưới chứ không phải là vui chơi qua đường gì hết á. Tốn tiền cả. Mua đồ quá mà. Thì sớm muộn gì mình cũng cưới. Cô ấy giữ gìn thì cũng tốt thôi, không có gì. Ủa, giữ gìn tốt. Rồi còn chuyện gì nữa? Xong rồi đi về luôn đó. Dạ, xong là đi về. 8 tháng sau là cưới. Cưới thì lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý đâu, tại mẹ em nói là đi lấy chồng xa quá đi. Sau này gặp khó khăn. Về lại là anh nói anh cũng cần nữa. Về già là sợ không thấy đường á. Nên mẹ em lúc đầu không đồng ý.
sau em thuyết phục với lại gia đình anh cũng về quê xa rồi nên nói thôi duyên số vậy thôi cùng cho cưới luôn. Ờ mà chị hỏi nè, dạ. Bà xã là coi như là yêu em là người đầu tiên hả? Không, chưa không có người yêu nào trước khi gặp em không này. Chị không, hình như còn mấy người nữa nhưng mà không kể cho em biết sao, sao em biết? Tại vì sau khi cưới thì thấy có nhiều tin nhắn lung tung. Em kiểm tra điện thoại à? Dạ thì có lúc mà bốc lên thì vô tình thấy nhắn tin. Em bực không? Có ghen không? Có chứ chị. Ghen làm gì? Quá đứt luôn cho người ta khỏi nhắn nữa. Vậy lúc chặn số xong rồi tự nhiên thấy mở lại. Vậy mà có hả? Nhắn những cái tin gì gọi là em thấy em khó chịu không? Có ngại bật mí không? Tại lúc đầu yêu thì em chưa biết anh là có người yêu cũ mà quen nhau 4 năm trời đâu. Sau khi cưới thì em mới biết chị ấy hay nhắn tin cho anh. Nhắn tin mà mùi mừng lắm. Sau khi anh thấy em phát hiện ra là anh không có lưu tên nữa, anh lưu chữ MU. Xong em hỏi MU là ai mà cứ hay nhắn tin. Xong anh kêu MU là giải bóng đá ngoài hàng anh á. Sau lại anh đổi chữ MU luôn, anh lưu thành chữ O thôi. Xong em cũng phát hiện nhắn tin nữa, xong anh xóa luôn. Khi mà anh xóa đó thì em đã nhớ được cái số điện thoại của chị đó rồi. Rồi chị ấy thì nhắn tin nhiều lắm, nói là chỉ có MU mới chăm sóc được AT thôi. Tức chị ấy là chị xưng MU, còn chồng của em là AT. Xong sau là em mới hỏi là MU là gì mà AT là gì. Anh cũng không nói, anh giấu. Xong em cũng khóc lóc rồi em hỏi. Xong anh nói là chuyện này cũng quá rồi thì anh nói vậy thôi chứ cũng đừng buồn. Thì anh nói MU là mịt ước, còn AT là anh thọ, là nick giữa anh và người yêu cũ đặt cho nhau ạ. Còn em là cái người yêu cũ của em là tụi em yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ em cũng yêu nhau 4 năm. Hai chúng em sắp cưới nhau thì anh ấy biết tin nên bay về và gặp em. Thì thường thường là buổi tối là chồng em anh hay ghé phòng em. Thì hôm đó anh người yêu cũ em đến, khi đó em nhắn tin cho chồng thôi anh đừng có đến nữa. Rồi em sau khi nhận được cái tin đó, thông thường á thì buổi tối em làm về thì thông thường là em hay ghé phòng của vợ em để chơi. Sao tự nhiên bữa đó lại nhắn mình nói thôi anh về đi gì hơi nghi nghi. Em làm xong em vừa chạy đến cổng thì thấy anh này chị này đứng nói chuyện, mình nhảy xuống nắm chị này kéo ra hỏi là bây giờ quyết định sao. Chị này cũng sợ hai người đánh nhau sao, kéo em ra chỗ khác nói chuyện. Xong rồi khuya thì em có về, không biết hai người đã có gặp nhau nữa hay không thì em không biết. Ủa tức là lúc em về rồi mà cái anh kia chưa về luôn? Không, anh kia thì anh đi đâu á. Có quay lại không? Dạ anh có quay lại. Xong trong em vô làm như vậy xong em cũng sợ nên em thôi đi về đi đừng có gặp em nữa tại bây giờ mình cũng hết rồi á. Bây giờ anh hỏi đốt giai đoạn chút xíu, sau khi cưới nhau về thì anh có còn liên lạc với cô này không? Có, sau khi cưới về thì em vẫn thấy tin nhắn rồi lâu lâu vẫn ở nhà gọi điện. Có nghĩa là sau khi mà các bạn cưới nhau về thì cái bạn gái của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Dạ. Và bạn trai cũ của bạn này cũng vẫn liên lạc với bạn này. Thì là sao cuối cùng người tụi em có bị xung đột về cái chuyện đó không? Dạ, có một lần là Tết hơn năm ngoái thì em về quê để ăn Tết cùng ba mẹ, còn anh thì việc có việc bận nên anh ở lại. Thì về quê thì người yêu cũ em nhắn tin ở trên Zalo á. Tại vì chồng em trước khi về là có đăng nhập mật khẩu của Zalo trên máy tính rồi để biết. Thì về xong đăng nhập lên thấy em hai người nhắn tin với nhau. Thì anh tự nhiên anh nhảy vô anh nhắn tin. Thấy nhắn mùi mặn quá thì em nhảy vô em nhắn thêm càng mùi mặn thêm. Em biết là chồng em nhắn tin rồi nên em tắt nít luôn. Xong anh mới gọi 3-4 cuộc luôn em không có bắt máy. Xong anh mới gọi cho em gái của em, hỏi em là ai nhắn tin. Xong em mới nhảy mắt với em gái là em nói là em nhắn tin đó, đừng có nói chị nhắn tin nha. Xong anh mới điền cho em gái, nói nếu như mà anh chị mà xảy ra chuyện gì á, em là người có lỗi đó nha. Xong em gái cũng sợ. Khi đó anh chụp lại cái tin nhắn em về người yêu cũ nhắn tin á, xong mà đưa cho em gái coi. Xong là em gái cũng trách em, xong rồi anh cũng điền cho mẹ. Em mét với mẹ sao? Thì em nói là cho về quê chơi, mà chơi thì lại chat với người yêu cũ hay là nói chuyện với người yêu cũ. Mẹ nói là thì ở đây mẹ cũng không biết nữa, để mẹ la lại. Mẹ có la không? Dạ thì mẹ cũng nói, xong anh đặt vé máy bay cho vô Sài Gòn luôn, không có ở lại nữa. Xong anh viết một cái tờ đơn ly dị anh bỏ ở trên bàn á. Xong anh đi làm, tức quá em cũng kỹ luôn. Xong anh về, xong anh thấy kỹ rồi. Xong anh tức quá anh thấy cái tủ chén á nó hơi mở ra, xong anh đá một cái, xong là tự nhiên cái kiếng nó vỡ, xong anh bị thương ở chân á. Xong anh kêu quá trời luôn. Xong em tưởng là anh kêu ra để nói chuyện á, em không có ra. Em nằm trong phòng vậy, xong em nhìn ra, anh vừa khóc vừa kêu, xong em thấy máu me vậy đó. Xong em sợ quá, em chạy ra, em kêu em gái của anh á, chờ anh đi may.
Xong về là em làm ô xin một tháng luôn. Rồi một tháng trời vợ làm ô xin thì lúc ý lúc đó từ từ mới xé cái tờ giấy đúng không? Dạ, cái đó là hoa rồi. Cái đó là cũng để cho cô ấy hầu cô ấy thôi, để cô ấy biết quý trọng. Mà ví dụ hôm đó cái cơn cổ lên rồi cổ đem cổ gửi thiệt rồi em có đồng ý ly dị không? Không chị. Không. Yêu thương vợ mà đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ còn cái tình trạng mà những người cũ họ còn níu kéo, còn nhắn tin nữa. Giảm bớt rồi ạ. Giảm thôi chứ chưa hết. Tức là lâu lắm, chỉ hỏi giống kiểu hỏi thăm là còn hay không thôi. Chứ không có cái ý. Còn hay không là còn gì, còn sống hay không hả? Dạ. Không mà có ý định. Bạn gái của chồng luôn đà. Dạ, không, cũ của em thì hình như là gần như là lâu lắm rồi không có nhắn. Chị hỏi thiệt này, bây giờ mà anh ấy nhắn tin và chồng em không muốn điều đó thì em có đủ can đảm em nói là anh đừng nhắn tin cho em nữa tại vì chồng em không muốn như vậy. Em có dám làm điều đó vì chồng không? Dạ có. Đó, đó okay. Thấy chưa? Chồng nghe không? Có. Ngược lại. Em có tin vợ em sẽ làm điều đó vì em không? Dạ tin. Tin phải không? Đến bây giờ là phải tin điều đó rồi. Tại vì công khai hết. Anh ấy nếu có coi anh ấy cũng sẽ nghe được cái câu trả lời này rồi. Còn ngược lại, em thì sao? Em cũng có từng nhắn cho bạn ấy là giống như là anh cũng có gia đình rồi thì em cũng có gia đình rồi thì giống như là vợ anh cũng không thích nhắn như vậy. Em đã nói nhắn rồi đó. Dạ, cũng đã nhắn rồi. Rồi. Cái vấn đề của tụi em bây giờ nó lại không phải là vấn đề của hai người này nữa mà lại hai cái xúc tác từ bên ngoài. Người này vẫn chưa tin tưởng hẳn người kia cũng chưa tin tưởng hẳn người nọ. Thôi bây giờ chị nghĩ vậy, nhân cái dịp này thì tụi em hứa với nhau dứt khoát. Có nghĩa là bây giờ khi mình đã lấy chồng, mình đã có vợ, mình chỉ biết vợ mình và chồng mình thôi. Những cái gì cũ để cho nó qua đi. Chứ còn bây giờ níu kéo những cái chuyện đó để làm gì, thành ra hạnh phúc gia đình mình nó bị ảnh hưởng. Thôi thì bây giờ hai người cùng hứa với nhau đi. Đứng lên này mình lấy làm chứng. Bây giờ mình lấy từ cái móc này nè. Top lại. Đúng mọi rồi. Người làm chứng không nào? Đúng rồi. Thông qua chương trình Vợ Chồng Son thì em cũng xin hứa với chồng là em sẽ không nhắn tin với người yêu cũ nữa. Thì anh cũng vậy. Anh cứ cười hoài. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy. Gia đình luôn là số 1 đó biết. Giống như chỉ còn hai đứa thôi, hai đứa sẽ sống hạnh phúc. Không có lo gì chuyện của những người cũ nữa hết. Mình gặp nhau cũng là cái duyên rồi. Đã là vợ chồng rồi thì rất là quý. Nên em mong là chúng ta hãy cùng nhau đi đến suốt cuộc đời này. Quá hay. Quá hay.